Cho gia đình đã 24 năm kể từ lần cuối cô ấy nhìn thấy nó, nhưng nơi này trông giống hệt nhau, nếu bạn bỏ qua những vết máu. Lớp sơn trên cửa vẫn chưa phai và các cửa sổ trông như mới sáng hôm qua. Cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt quen thuộc khi Jess Barron bước vào ngôi nhà cũ của cô. Mọi thứ đã được sắp xếp theo một trình tự tỉ mỉ. Sàn nhà quét dọn và các món ăn được dọn xong, cất trong những chiếc tủ gỗ hụ sẫm màu bóng loáng, những bức tường hơi sờn màu vàng, xám, và những chiếc cầu vồng mềm mại chứa đầy những kỷ niệm ấm áp thời thơ ấu. Tuy nhiên, thay vì an ủi cô ấy, ngôi nhà cảm thấy trống rỗng. Hoặc có lẽ quan trọng hơn, nó nghe trống rỗng, TV luôn bật, radio luôn phát nhạc. Vào thời điểm như thế này, anh chị em của cô ấy sẽ chạy xuống cầu thang để tấn công cô ấy bằng tình cảm. Tiếng cười của họ sẽ vang lên khỏi bức tường khiến mẹ cô mỉm cười và mọi gánh nặng sẽ trút bỏ khỏi đôi vai khi ré xôm gia đình cô vào lòng. Cuối cùng, vào cuối ngày, đối diện với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trên cửa sổ, cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ, được ru ngủ bởi âm thanh ấm cúng của tiếng ồn và chuyển động. Cô ấy đã sống bằng ồn ào, sự ồn ào không còn nữa. Sự im lặng của họ là hình phạt tồi tệ nhất. Sự im lặng đã dẫn cô đến những vết bẩn màu đỏ trên những bức tường mà cha mẹ cô đã tự vẽ trước khi cô được sinh ra. Jess đã theo dõi hành động phá hoại khủng khiếp vô nghĩa này vào nỗi kinh hoàng của phòng khách. Những chiếc ghế, những món quà chạm khắc thủ công của ông bà, nằm thành những mảnh vỡ khiến cô đau hơn cả bàn chân. Những chiếc túi đậu từ ngày Giáng sinh, được yêu thích đến mức có hình bóng vĩnh viễn đeo trên người, nằm trong những đống bỏ đi, trống rỗng. Chiếc ghế dài mà anh trai cô tuyên bố là thoải mái nhất trên thế giới, chiếc ghế mà cha mẹ cô đã dành những năm đầu cùng nhau tiết kiệm từng xu, đã bị rách nát không thể sửa chữa được. Kính vỡ và những bức ảnh vụn rải rác trên sàn, cứa vào tim Jess khi cô ấy băng qua. Cẩn thận trọng hơn khi Jess bước quanh chiếc TV vỡ vụn, dây điện ngổn ngang khắp nơi bị xé làm đôi. Jess bước một bước dài và hít thở sâu trong một nỗ lực vô vọng để xoa dịu thần kinh khi cô chạm tới nó. Cô đã biết chuyện từ mấy ngày nay, nhưng cảnh tượng căn phòng vẫn khiến cô phải gào thét bên trong vì trong khi Jess ghét sự im lặng thì đó là thứ duy nhất ngăn cô bị phát hiện. Nhiệm vụ của cô ấy phải được giữ bí mật. Sau khi đau đớn và tra tấn vĩnh viễn trôi qua, cô ấy tự bình tĩnh lại khi nhớ về nhiệm vụ. Jess ở đây vì một điều và một điều duy nhất. Này, thưa cô, một giọng nói cộc cằn phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Bạn không nên ở đây. Phần còn lại của đội cảnh sát tràn vào phòng như những con kền kền. Chỉ cần liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt và cái chết trong tầm tay cô ấy, họ đã nhấn vào sự an toàn trên súng của họ khi họ tràn vào căn phòng. Họ đã ở ngay đó. Vâng, đó là họ, ra quay lại đối mặt với những con quái vật đã sát hại gia đình cô. Đá lạnh, trơ trọi, bất động, mọi thứ bẩn thỉu cuối cùng trong số họ, bụng cô quặn lại và cô giơ cánh tay lên trong cơn thịnh nộ mù quáng. Cô có một mục đích ở đây, một công việc để hoàn thành, một lý do để sống. Chừng nào những kẻ tàn sát này đi trên trái đất, gia đình cô ấy sẽ không bao giờ được yên, cô ấy sẽ không bao giờ được yên. Jess đã phải chấm dứt nó, cô phải kết thúc chuyện này, một cú nhấp chuột và tất cả sẽ biến mất, tất cả sẽ biến mất, tất cả sẽ, cô quay đi khỏi các sĩ quan và từ từ nhắm mắt lại. Ngón tay cô nhích lại gần cỏ súng, bị thúc đẩy bởi sự hận thù và ghê tởm, tính năng an toàn đã bị vô hiệu hóa, súng đã nhắm, tất cả những gì cô ấy phải làm là kéo nó, bóp cò. Đôi mắt cô nhắm chặt lại khi những hình ảnh hiện về trước tâm trí cô. Em trai cô, nụ cười ngốc nghếch ấy vẫn còn trên môi. Cô có thể thấy rõ những ngón tay nhỏ bé của anh đang ôm chặt thiết bị nhỏ của mình, giọng nói vui nhộn tạo nên hiệu ứng âm thanh đáng yêu. Trông anh ấy rất tham gia, nhưng cô ấy biết trong giây lát sẽ báo trước và anh ấy sẽ bỏ bất cứ thứ gì cho cô ấy. Ra nhìn thấy con cu đáng yêu của em gái mình trên đầu của cô ấy với đôi mắt khó chịu của cô ấy. Một thiếu niên điển hình như vậy là một đứa nhỏ, đó là trừ khi có đường tham gia. Cô ấy đã từng đập tường, vỡ òa sung sướng, ở tuổi 15 giống như cô ấy đã từng làm ở tuổi 8. Tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp hội trường, đôi mắt xanh lục biết cười của em gái cô mãi mãi khắc sâu trong não cô. Cô có thể thấy bố mẹ mình đang ôm nhau trong khi những lời lăng mạ nhẹ nhàng bay ra từ miệng họ, những lời trêu chọc của họ làm sáng bừng cả căn phòng và truyền cho căn phòng sự ấm áp khi họ cãi nhau qua lại. Tại sao họ, nước mắt cô rơi xuống khi cô ước đó là bất cứ ai ngoài họ. Chúng rơi khỏi mắt cô và cô ước gì thay vào đó là cô. Cô ấy không thể, cô không thể bóp cò khi hình ảnh gia đình lướt qua tâm trí cô. Tại sao cô ấy lại đến đây? Sự trả thù, để làm gì? Gia đình, vậy còn gia đình họ thì sao? Ngay cả những con quái vật cũng có một con. Bằng cách báo thù cho gia đình mình, cô ấy đã gây ra sự hủy hoại của một người khác. Tôi sẽ làm...
For family it had been 24 years since she'd last seen it, but the place looked exactly the same, if you ignored the bloodstains. The paint on the door hadn't faded and the windows looked like they shined just yesterday. The door made a familiar creak as Jez Barone walked into her old home. Everything was put away in a meticulous order. The floor swept and the dishes done, tucked away in the polished dark mahogany cabinets. The slightly worn walls of golds, grays, and soft rainbows were filled with warm childhood memories. However, rather than comforting her, the house felt empty. Or perhaps more importantly, it sounded empty. The TV was always on, the radio always playing music. At a time like this, her siblings would have come running down the stairs to attack her with affection. Their laughter would have echoed off the wall, making her mother smile, and all burdens would be thrown off her shoulders as Jez embraced her family. Eventually, at the end of the day, facing a full window display of the vibrant sunset, she would fall asleep, lulled by the cozy sound of noise and movement. She lived on noise, the noise that no longer existed. Their silence was the worst punishment of all. The silence is what led her to the red smeared on the walls her parents had painted themselves before she was born. Jez followed this ghastly, senseless act of vandalism into the horrors of what had been the living room. The chairs, hand-carved gifts from their grandparents, lay in broken shards that stung more than her feet. The bean bags from Christmas Day, well-loved to the point where they had permanent silhouettes worn into them, lay in discarded, empty heaps. The couch, which her brother had proclaimed the comfiest in the world, the one her parents had spent their early years together saving every penny for, was torn open beyond repair. Broken glass and shredded photographs littered the floor, cutting into Jez's heart as she made her way across. Extra caution was taken as Jez stepped around the shattered TV. The wires sprawled everywhere, torn in half. Jez took one large step and a deep breath in a hopeless attempt to calm her nerves as she reached it. She had known for a few days now, but the sight of the room still made her scream inside, because while Jez hated the silence, it was the only thing preventing her from being discovered. Her mission must remain secret. After an eternity of agony and torture had passed, she composed herself as she remembered the mission. Jez was here for one thing and one thing only. "Hey, lady," a gruff voice broke her train of thought. "You're not supposed to be here." The rest of the police squad came pouring in the room like vultures. One glance at her, the look on her face and the death within her arm's reach, was all it took. They were already clicking the safety on their guns as they swarmed the room. They were right there. Yes, it was them. Jazz turned to face the monsters who had murdered her family. Stone cold, impassive, unmoved. Every last filthy one of them. Her stomach twisted and she raised her arm in a blind rage. She had one purpose here, one job to complete, one reason to live. As long as these slaughterers walked the earth, her family would never be at rest, she would never be at rest. Jez had to put an end to it. She had to end this. One click and it would all go away. It would all go away. It would all. She turned away from the officers and slowly closed her eyes. Her finger inched closer to trigger, driven by hatred and loathing. The safety was already disabled. The gun already aimed. All she had to do was pull the trigger. Her eyes squeezed tight as images raced before her mind. Her little brother, that goofy smile still on his lips. She could see clearly his tiny fingers holding tight onto his small device, his funny voice making his adorable sound effects. He looked so involved, but she knew in a moment's notice and he would drop anything for her. Jazz saw her sister's endearing cock of her head with her annoying roll of the eyes. Such a typical teenager, that little one, that is, unless there was sugar involved. She used to bounce off the walls, bursting with joy, at the age of 15, just like she had done at age 8, her laughter ringing through the halls. Her little sister's smiling green eyes were forever ingrained in her brain. She could see her parents hugging each other while light insults flew from their mouths, their teasing brightening the room and infecting it with warmth as they bickered back and forth. Why them? Tears fell from her eyes as she wished it been anyone but them. They fell from her eyes and she wished had been her instead. She couldn't pull the trigger as images of family passed through her mind. Why had she come here again? Revenge, for what? Family, well, what about their family? Even monsters had one. By avenging her family, she was causing the ruin of another.